Tờ Le Figaro của Pháp ngày 28 tháng 12 năm 2022 đưa tin, 16 trên 18 khẩu pháo tự hành bắn hơi xe gia hiện đại nhất mà Pháp viện trợ cho Ukraine đã bị phá hủy, hỏng hóc và bị bắt. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn muốn xin thêm. Khi cuộc xung đột Nga, Ukraine bùng nổ, vào tháng 6 năm 2022, Pháp đã viện trợ 18 khẩu pháo tự hành bắn hơi xe gia, tương đương một tiểu đoàn, cho Ukraine nhằm tăng cường hỏa lực pháo binh của quân đội Ukraine. Khi đó đang bị lép vế quá nhiều trước lực lượng pháo binh quá mạnh của quân Nga. Tờ Le Figaro của Pháp vào ngày 28 tháng 12 vừa qua đưa tin, qua nửa năm tham chiến, 16 trong số 18 khẩu pháo tự hành Seja đã bị hỏng, bị phá hủy và bị quân Nga thu làm chiến lợi phẩm. Nguyên nhân là trong mấy tháng gần đây, những trận địa pháo của quân đội Ukraine bị pháo kích dữ dội, và số pháo Seja còn lại phải sử dụng tối đa, việc này dẫn đến sự hao mòn nòng pháo cũng như phụ tùng. Seja là loại lựu pháo tự hành bắn hơi có khả năng cơ động cao và được đánh giá là loại pháo hiện đại nhất của quân đội Pháp hiện nay. Seja được đưa vào sử dụng năm 2008. Kể từ đó, nó đã tham gia chiến đấu trong một số cuộc xung đột và được xuất khẩu cho một số quốc gia. Pháo tự hành Seja được sản xuất theo tiêu chuẩn của khối NATO, sử dụng đạn có đường kính 155mm, chiều dài nòng pháo gấp 52 lần đường kính đạn. Khả năng tự động hóa của Seja rất cao nhờ trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Seja sử dụng khung gầm xe bánh hơi dẫn động 66 hoặc 88, một động cơ diesel vừa cung cấp động lực cho xe và cho toàn bộ hệ thống vũ khí. Tốc độ tối đa của xe trên đường nhựa là 100 km/h và với địa hình thảo nguyên là 50 km/h. Nếu Seja sử dụng đạn tăng tầm rocket hỗ trợ, có thể đạt tầm bắn 50 km. Ukraine khẳng định rằng số pháo Seja sẽ được sửa chữa trên lãnh thổ của Ukraine, lý do họ không vận chuyển số pháo Seja hỏng đến Ba Lan sửa chữa là do Ukraine lo ngại các cuộc tấn công của Nga trong quá trình vận chuyển pháo đi sửa. Ngoài ra, ngay cả khi không có các cuộc tấn công của Nga, Ukraine cho biết phải mất nhiều thời gian hơn để pháo được vận chuyển đến Ba Lan, sửa chữa và quay trở lại mặt trận. Những hỗ trợ quân sự bổ sung của Pháp đã được thảo luận tại cuộc gặp song phương ở Kiev giữa Pháp và Ukraine diễn ra vào ngày 28 tháng 12. Theo một số thông tin, Pháp có ý định cung cấp cho Ukraine nhiều pháo tự hành Seja hơn. Theo các nguồn tin của Nga, Pháp sẽ viện trợ thêm 12 khẩu Seja nữa, nhưng số pháo này có thể lấy từ biên chế của quân đội Đan Mạch và Pháp sẽ bù lại cho Đan Mạch sau. Hiện quân đội Đan Mạch có 19 khẩu pháo tự hành Seja và dự kiến sẽ có thêm 4 khẩu vào năm 2023. Pháo tự hành của Đan Mạch có sử dụng hệ thống khung gầm Tatra 815, cấu hình dẫn động 88 nên có khả năng việc giả tốt hơn. Pháp là một trong những quốc gia tích cực cung cấp vũ khí cho Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến. Việc giao vũ khí trong những tháng gần đây bao gồm 6 khẩu pháo xe kéo TRF-1 155mm và 2 hệ thống phòng không tầm ngắn Crotale. Cho đến nay, Paris đã chuyển giao cho Kiev khoảng 60 xe bọc thép chở quân, tên lửa chống tăng có điều khiển, ATGM cũng như mình chống tăng HDB-2A2. Lý do việc mài mòn nòng pháo như vậy, đầu tiên là do pháo binh Ukraine sử dụng với cường độ quá cao, thứ hai là do sợ pháo binh Nga phản pháo, nên pháo binh Ukraine phải bố trí xa chiến tuyến và như vậy, họ phải dùng liều thuốc phóng lớn nhất để bắn. Điều này dẫn đến nòng pháo mòn rất nhanh và tổng thể pháo cũng chống hỏng. Ngoài pháo Seja của Pháp, BZH-2000 của Đức cũng gặp vấn đề, nhưng chủ yếu là hệ thống hãm lùi, đẩy lên của pháo. Lựu pháo M777 của Mỹ cũng bị hỏng nhiều, thậm chí có trường hợp một khẩu lựu pháo M777 trải qua 4 lần thay nòng trong vòng vài tháng. Còn theo thông tin từ trang Top Gear của Nga, thì những khẩu pháo Seja của Pháp gửi đi sửa chữa sẽ được Pháp bù cho bằng những khẩu Seja mới rút từ biên chế của quân đội Pháp. Lý do là quân đội Ukraine đang quá thiếu hỏa lực chi viện cho bộ binh chiến đấu. Dự kiến trong vài tháng tới, Ukraine sẽ nhận lại các khẩu pháo đã được sửa chữa và sẵn sàng chiến đấu. Sau đó Ukraine sẽ trả lại các khẩu pháo này cho quân đội Pháp. Ban đầu, khả năng cung cấp cho Ukraine loại pháo khác đã được xem xét, nhưng việc này đòi hỏi quân đội Ukraine phải được huấn luyện lại từ đầu. Ngoài ra, Kiev cũng đã yêu cầu Paris cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại Leclerc. Đây là xe tăng được Pháp phát triển và sản xuất, cũng là loại xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Pháp, có khả năng công thủ toàn diện, vượt xa tính năng các loại xe tăng mà quân đội Ukraine đang có. Theo một số nguồn tin, việc Pháp từ chối viện trợ xe tăng Leclerc cho Ukraine với lý do là khó khăn trong quá trình bảo dưỡng, nhưng theo các nhà phân tích, quân đội Pháp lo ngại những bí mật của xe tăng rất hiện đại này rơi vào tay Nga, giống như những khẩu pháo Seja mà Pháp đã viện trợ cho Ukraine, cũng bị quân Nga thu giữ. Thank you.
pháo tự hành Seiya của Pháp viện trợ cho quân đội Ukraine đã bị quân đội Nga thu giữ ở chiến trường Donbass và đã được gửi đến công ty sản xuất vũ khí Uralvagonzavod của Nga để nghiên cứu. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Zelensky, các quốc gia phương Tây đã viện trợ cho quân đội Ukraine nhiều vũ khí hiện đại để chống lại sức ép từ quân đội Nga. Pháp là quốc gia tích cực viện trợ vũ khí cho Ukraine, tổng cộng Paris đã cam kết chuyển giao 18 khẩu pháo tự hành bắn hơi Seiya cho Kiev, tương đương một tiểu đoàn, và cũng bằng 1/4 tổng số pháo Seiya của quân đội Pháp. Đợt đầu tiên Pháp đã bàn giao 12 khẩu. Tuy nhiên, vừa đưa vào chiến trường chưa được bao lâu, một số pháo Seiya đã bị phá hủy, trong đó có 2 khẩu bị quân Nga thu trong tình trạng còn nguyên vẹn, và nhanh chóng được bàn giao cho công ty sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga là Uralvagonzavod, UVZ nghiên cứu. Hiện chưa rõ 2 khẩu pháo Seiya của quân đội Ukraine bị quân Nga đánh chiếm ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Nhưng theo thông tin, những khẩu pháo tự hành này cũng thuộc biên chế của lữ đoàn pháo binh số 55 quân đội Ukraine. Pháo tự hành bắn hơi Seiya được sản xuất bởi công ty Nestor của Pháp, là một phần của sự hợp tác quốc phòng Đức-Pháp. Seiya là loại pháo lựu nòng dài 155mm đặt trên khung gầm xe tải 6 bánh. Pháo Seiya được đưa vào trang bị trong quân đội Pháp từ năm 2007 và được giới chuyên môn đánh giá cao về độ chính xác, cũng như khả năng cơ động nhờ sử dụng khung gầm xe tải bánh hơi Việt giã 66. Pháo Seiya được thiết kế có nhiệm vụ chế áp các trận địa pháo binh, súng cối, tên lửa của đối phương, phá hủy công sự và sinh lực ẩn lộ, trực tiếp chi viện cho bộ binh chiến đấu. Tầm bắn của pháo từ 4,5 đến 42 km, tốc độ bắn 6 viên trên phút, cơ số đạn theo xe là 18 viên. Câu hỏi đặt ra là, Nga có thể khai thác được những công nghệ nào của khẩu pháo tự hành bánh hơi, được đánh giá là hiện đại nhất thế giới này? Hãy nghe ý kiến của một số chuyên gia vũ khí Nga. Đại tá Sergei Khatilev, cựu lãnh đạo lực lượng tên lửa phòng không của không quân Nga cho rằng, nếu các kỹ sư của Uralvagonzavod hoặc các chuyên gia khác của Nga tháo dỡ các khẩu pháo Seiya, thì có thể khai thác được nhiều công nghệ mới của phương Tây và có thể áp dụng trên vũ khí của Nga, nhất là việc xác định tọa độ mục tiêu. Còn chuyên gia quân sự Yuri Knutov cho biết, hệ thống điều khiển và dẫn đường điện tử của pháo Seiya cho phép pháo thủ điều khiển pháo thông qua màn hình cảm ứng trong buồng lái, cũng như trực tiếp trên pháo. Khi pháo đã vào vị trí chiến đấu, từ hai vị trí này, pháo thủ đều có thể nhập tọa độ mục tiêu tương ứng. Chuyên gia Knutov giải thích, việc nghiên cứu hệ thống điện tử của pháo Seiya có thể cho phép Nga tìm hiểu hệ thống liên lạc mạng của toàn khối NATO, thông tin về mục tiêu đi qua các kênh được mã hóa kín. Khẩu đội pháo nhận thông tin về mục tiêu, nhập chúng vào máy tính, sau đó pháo sẽ tự động lấy phần tử ngắm chính xác vào mục tiêu, và pháo thủ chỉ việc nhấn nút khai hỏa. Tất cả những công việc này được thực hiện với mức độ tự động hóa cao. Các chuyên gia chỉ ra rằng, ở Nga có những công nghệ tương tự như của pháo Seiya, nhất là những công nghệ được sử dụng trong pháo tự hành 2S-35 Qualisija sinh viên, được sản xuất từ năm 2013 tại nhà máy Uran Transmas. Hiện pháo tự hành Qualisija sinh viên chỉ mới được đưa vào biên chế với số lượng nhỏ trong quân đội Nga thời gian gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là các nhà phát triển phải xem xét các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và cách họ giải quyết các vấn đề công nghệ nhất định, chuyên gia Knutov đánh giá. Ngoài ra, pháo Seiya được quan tâm trên quan điểm an toàn, vì nó được bảo vệ bởi lớp giáp chống phân mảnh, đặc biệt là khả năng chiếm lĩnh trận địa và lấy phần tử bắn nhanh của loại pháo này, chuyên gia Knutov đánh giá. Ngoài ra, chuyên gia Knutov này cho biết thêm, việc nghiên cứu các hệ thống tác chiến điện tử, tìm hiểu các kênh trao đổi thông tin của pháo Seiya hoạt động như thế nào, để tạo ra hệ thống gây nhiễu điện tử phù hợp. Theo đánh giá của chuyên gia Knutov, pháo tự hành Seiya của Pháp không phải là vũ khí siêu hạng, nó cũng giống như các loại vũ khí hạng nặng khác của các nước NATO cung cấp cho Ukraine như lựu pháo M777 của Anh Mỹ, hay pháo tự hành Panzer Haubitzer của Đức, cũng không có quá nhiều công nghệ để Nga có thể sao chép. Chuyên gia Knutov cho rằng, quân đội Nga có nhiều loại pháo chất lượng cao với tầm bắn ngắn, tầm trung và tầm xa và cho nhiều mục đích khác nhau. Chúng có tất cả các đặc điểm cần thiết và hiện đại. Tuy nhiên, Knutov nói thêm, sẽ rất hữu ích cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga khi nghiên cứu nòng pháo của phương Tây. Pháo Seiya sử dụng nòng pháo được mạ chrome, không giống như những loại nòng pháo rèn của Nga và có khả năng bắn ở tốc độ cao. Điều quan tâm là hệ điều khiển tự động và máy tính có nhiều điểm ưu việt. Ý kiến của các chuyên gia về việc liệu những vũ khí hiện đại của phương Tây viện trợ cho Ukraine có được các chuyên gia của Nga quan tâm hay không? Tất cả những vũ khí mới hiện có ở Ukraine đều có tầm quan trọng lớn về mặt quân sự và chiến lược đối với chúng tôi. Chúng cho phép chúng tôi hiểu được xu hướng phát triển của một loại vũ khí này hoặc một loại vũ khí khác trong NATO, chuyên gia Knutov kết luận.